một giả thuyết cực kỳ chấn động trong Harry Potter mà chắc chắn bạn chưa từng được nghe. Nhiều người nghi ngờ rằng con mèo Crookshank của Hermione ngày trước từng thuộc về bố mẹ của Harry Potter, tức là Lily và James Potter. Hồi còn sống thì Lily và James có nuôi một con mèo sở hữu ngoại hình y hệt như Crookshank. Sự tồn tại của con mèo được nhắc đến trong lá thư của Lily gửi cho Sirius Black. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Voldemort, không rõ số phận của con mèo này ra sao. Con mèo nhà Potter và Crookshank sau này đều thuộc giống Nizzo, một sinh vật huyền bí chứ không phải mèo thường. Crookshank có một quá khứ bí ẩn khi từng từ chối mọi người chủ muốn sở hữu nó, cho đến khi nó nhìn thấy bộ ba Harry, Ron và Hermione đang đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học thứ 3. Con mèo này đã chọn Hermione làm chủ nhân tiếp theo của mình. Chúng ta đều biết Peter Pettigrew là người đã phản bội gia đình Potter, sau đó lẩn trốn nhiều năm dưới hình dạng con chuột Scabber của Ron. Và lý do cho việc Crookshank luôn đuổi theo Scabber không đơn giản chỉ là mèo đuổi theo chuột, mà có thể nó biết được về sự phản bội của Peter nhờ mùi hương.